Ngày nay chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của sự dư thừa. Chỉ sau một vài thập kỷ thì các cuộc cách mạng công nghiệp đã hoàn toàn thay đổi thế giới. Vấn đề của con người bây giờ không phải chỉ còn là ăn no mặc ấm, mà là làm sao để ăn ngon mặc đẹp. Và giữa quá nhiều sự lựa chọn thì việc phải quyết định là ăn cái gì ngon và mặc cái gì đẹp cũng dần trở thành một cái vấn đề khiến cho chúng ta đau đầu suy nghĩ, rơi vào áp lực không kém gì những cái áp lực sinh tồn của những thế hệ trước. Tất nhiên là với mỗi thời kỳ thì con người đều có những cái khó khăn riêng. Và với thế giới hiện đại nơi chúng ta đang sống thì cái khó khăn đấy đến từ việc là chúng ta đang có quá nhiều thứ để học, quá nhiều phim để xem, quá nhiều món để ăn, quá nhiều cơ hội để nắm bắt. Sự bùng nổ về của cải vật chất, về tiện ích, về thông tin đã tạo ra một cái môi trường sống hoàn toàn khác với cả trước đây. Và việc này cũng có những cái mặt trái của nó. Mình biết là điều này nghe có vẻ rất là vô lý, bởi vì nhiều hơn thì nó phải là tốt hơn chứ, đúng không? Đúng là như vậy, nhưng mà nó chỉ ở một cái mức độ nhất định. Gần đây thì mình được nghe một cái câu này khá là hay: thứ gì nhiều quá cũng là không tốt, kể cả những thứ tốt. Cái câu chuyện về sự dư thừa này cũng như vậy. Đây là một vấn đề mà mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải nhận thức được rõ ràng để có thể ứng phó và thích nghi một cái cách khôn ngoan hơn. Và cái video này không phải là để phê phán hay là để cảnh báo điều gì cả, mà mình chỉ muốn gợi ra một cái chủ đề để thảo luận. Và mình cũng sẽ chỉ ra một số những cái giải pháp để chúng ta có thể sinh tồn trong cái kỷ nguyên dư thừa này. Và ok, mình cùng bắt đầu nhé. Cách đây vài năm thì mình từng phải đứng giữa một cái sự lựa chọn lớn trong cuộc đời. Sau khi học xong ở Úc thì mình phải quyết định, một là tiếp tục xin định cư ở lại và hai là sẽ quay trở về Việt Nam. Cả hai phương án đều có những hạn chế và những cơ hội riêng, và đều sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình về sau. Cái sức nặng của lựa chọn này đã từng khiến mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Và khi không xác định được rằng tương lai của mình sẽ ở đâu nó đã làm ảnh hưởng đến những cái kế hoạch lâu dài của mình trong cuộc sống cũng như là trong sự nghiệp. Và điều này nghe rất là mâu thuẫn. Việc có đến hai sự lựa chọn lẽ ra phải là một điều may mắn, nhưng mà nó đã khiến cho mình phải khổ sở trong suốt một thời gian dài, không biết là nên đi đâu về đâu. Một cái sự khổ sở mà những cái người bạn của mình ở Việt Nam không phải đối diện. Và nếu như mà bạn quan sát thì những cái tình huống như vậy thực chất rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí là ở cả những cái việc rất là nhỏ. Chẳng hạn như là khi mà bạn hỏi người yêu là tối nay muốn ăn gì thì nhận được cái câu trả lời là ăn gì cũng được. Nghĩ một lúc đưa ra rất là nhiều option, nhưng mà cuối cùng vẫn không chốt lại được là ăn cái gì. Hay là như khi mà bạn ra đến hàng ăn rồi, bạn mở cái menu ra và bạn thấy có hàng trăm món nào trông cũng có vẻ ngon mà bạn cũng muốn thử. Và nó khiến cho bạn cảm thấy rất là áp lực khi phải đưa ra quyết định. Bởi vì là khi say yes với cái này cũng là khi mà bạn đang say no với tất cả những phương án khác. Đây là một cái vấn đề được gọi là nghịch lý của sự lựa chọn, hay là The Paradox of Choice, một cái khái niệm được đặt ra bởi nhà tâm lý Barry Schwartz. Vậy thì The Paradox of Choice có nghĩa là như thế nào? Đó là khi mà chúng ta phải đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn thì chúng ta sẽ thường xuyên không biết phải chọn thứ gì. Chúng ta phân tích, đo đếm, so sánh, cân nhắc, tính toán để tìm ra được cái lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà cuối cùng là bị rơi vào một cái trạng thái gọi là paralysis, nghĩa là trì hoãn việc đưa ra quyết định đến cái mức độ tê liệt. Hoặc thậm chí là kể cả khi mà chúng ta đã đưa ra quyết định cho mình rồi thì chúng ta vẫn có một cái sự băn khoăn và nghi ngờ rằng là liệu mình đã lựa chọn đúng hay chưa, và liệu mình có đang bỏ lỡ một cái sự lựa chọn tốt hơn hay không. Đến cái mức độ là chúng ta không cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã chọn, dù là một món ăn, một công việc hay là một người bạn đời. Tất cả những quan sát này dẫn Barry Schwartz đến một cái phân tích rằng là con người chúng ta luôn muốn có sự tự do. Và việc có nhiều sự lựa chọn cho chúng ta cái cảm nhận về sự tự do như vậy, rằng chúng ta có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ thứ gì mình muốn. Nhưng mà như mình vẫn hay nói rằng tự do luôn đi cùng với cả trách nhiệm. Tự do càng lớn thì trách nhiệm cũng càng nhiều. Khi mà tất cả mọi sự tốt xấu, thành bại đều là do những cái quyết định của chúng ta mà ra. Và nó khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí là thấy bất mãn và kém hạnh phúc hơn với những cái sự lựa chọn của mình. Cũng giống như là việc bạn đang tìm đường giữa một cái mê cung rối rắm và có rất nhiều lối đi. Việc càng có nhiều đường để đi càng khiến cho bộ não phải xử lý nhiều thông tin hơn, và nó khiến cho cái bài toán nên chọn lối nào để đi càng ngày càng trở nên phức tạp. Từ trải nghiệm của bản thân mình thì mình thấy là cái xu hướng này được thể hiện rõ nhất trong cái việc lựa chọn ngành nghề. Ngày nay số lượng công việc, lĩnh vực, ngành nghề mà chúng ta có thể lựa chọn là nhiều đến vô kể. Điều này vô thức khiến cho việc chọn được một cái hướng đi lâu dài và đồng thời là có cái sự cam kết về nó trở thành một cái quyết định quan trọng và đi cùng với cả những cái sự đánh đổi lớn. Việc lựa chọn thứ này đồng nghĩa với việc là mình đang bỏ lỡ đi những thứ khác, và chúng ta sợ phải trả cái opportunity cost như vậy, hay là cái chi phí cơ hội. Nhỡ đâu ngành này có nhiều tiềm năng hơn, hay là cái công việc kia được trả lương cao hơn, hay là cái lĩnh vực kia đúng thế mạnh của mình hơn. Chúng ta bị giằng co giữa những cái suy nghĩ như vậy, những cái suy nghĩ mà mình tin là các bạn Gen Z sẽ có thể đồng cảm được. Đây cũng chính xác là cái vấn đề mà mình từng gặp phải trong những năm đầu tuổi 20. khi mà mình từng có nhiều sở thích, có nhiều kỹ năng. Và trên lý thuyết thì đây là một cái điều tốt, nhưng mà trên thực tế thì nó từng khiến cho mình phải loay hoay, không tìm được hướng đi sự nghiệp. Ở một cái phạm vi nhỏ hơn thì cái xu hướng càng nhiều lựa chọn, càng ít tự do này cũng được thể hiện rõ nét trong những cái khoảnh khắc thường ngày. Nhất là khi mà chúng ta đang dành thời gian để tập trung vào một cái vấn đề gì đó. Chẳng hạn như là khi có quá nhiều việc để làm thì tâm trí của chúng ta cũng sẽ nhảy từ việc này sang việc khác, khiến cho chúng ta phải làm việc multitask, dẫn đến cái kết quả là bị giảm sút về năng suất và không có việc gì làm được đến nơi đến chốn. Chúng ta không biết là mình nên dành thời gian cho thứ gì. Việc có quá nhiều phim trên Netflix khiến chúng ta không thể lựa chọn được một bộ phim thực sự đáng để xem. Việc có quá nhiều sách hay ngoài thị trường khiến cho chúng ta mất kiên nhẫn với chính cái cuốn sách mà mình đang đọc. Việc có quá nhiều nội dung trên mạng xã hội khiến chúng ta không thể dừng lại nghe hết một cái tập video podcast dài 15-20 phút mà không suy nghĩ rằng là liệu mình có đang bỏ lỡ đi những nội dung khác hay hơn, thú vị hơn và giải trí hơn. Thực tế là cuộc sống của chúng ta được tạo thành từ chính những cái quyết định nhỏ như vậy. Từ việc chúng ta lựa chọn ăn cái gì, mặc thế nào, có nên nhận lời cuộc hẹn cà phê đó hay không, có nên post tấm hình đó lên story hay không, có nên chia sẻ cho bạn A cái câu chuyện của bạn B hay không. Khi chúng ta phải đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy bị quá tải, và nó sẽ dẫn đến một cái trạng thái được gọi là decision fatigue. Có nghĩa rằng là khi càng phải đưa ra nhiều quyết định thì cái khả năng quyết định của chúng ta nó cũng sẽ bị giảm sút. Chẳng hạn như là đến cuối ngày, khi mà bạn đã quá mệt mỏi với quá nhiều sự lựa chọn rồi thì cái chất lượng cũng như là tốc độ trong những cái quyết định của bạn nó cũng sẽ bị đi xuống. Lúc này mà còn hỏi là muốn ăn gì thì chắc chắn là phát cáu luôn. Vậy thì cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là gì? Trên góc độ xã hội thì mình nghĩ rằng nó bắt nguồn từ một cái ideology, nghĩa là một cái hệ tư tưởng đằng sau nền kinh tế tư bản, rằng more is always better, nghĩa là nhiều hơn thì sẽ luôn là tốt hơn. Đây là một cái khát khao mang tính cơ bản của con người, bởi vì là ai cũng đều muốn mình giàu hơn, khỏe hơn, đẹp hơn. Một cái mưu cầu rất là chính đáng. Nó là cái động lực thúc đẩy đằng sau các cuộc cách mạng công nghiệp, đằng sau những cái sự phát triển về kinh tế, về công nghệ, với cái mục đích là để tạo ra được nhiều giá trị hơn, với ít thời gian và nguồn lực hơn, nhưng mà đồng thời lại tạo ra được lợi nhuận lớn hơn. Và mình không thể phủ nhận, đây là một cái điều tích cực. Nếu không có cái sự phát triển này thì ngày nay chúng ta đã không được ăn mặc một cái cách rất là đa dạng và thoải mái, được sở hữu những cái thiết bị thông minh và được tiếp cận với rất nhiều kiến thức bổ ích trên internet một cái cách rất dễ dàng. Chúng ta đang có được những cái cơ hội, những điều kiện mà những thế hệ trước chưa thể có. Nhưng mà mặt khác thì cái xu hướng phát triển này lại tạo ra cho cái đời sống tinh thần của chúng ta những cái side effects, hay là những cái sự ảnh hưởng tiêu cực. Nó thúc đẩy cái được gọi là consumerism, hay là cái chủ nghĩa tiêu dùng, khiến cho chúng ta lúc nào cũng cảm thấy FOMO và thiếu thốn nếu như không có nhiều hơn và sở hữu được những cái món đồ thời thượng. Nó khiến cho chúng ta được sống trong quá nhiều sự tiện nghi đến cái độ là gần như được nuông chiều. Chúng ta có thể dễ dàng tìm đến sự giải trí ở mọi nơi và mọi lúc, và nó khiến cho chúng ta bị vắt kiệt hết động lực để thực hiện những cái trách nhiệm quan trọng trong học tập, trong công việc hay là trong các mối quan hệ. Và hơn hết thì như mình đã chia sẻ, nó tạo ra một cái kỷ nguyên của sự dư thừa, khiến cho chúng ta bị rơi vào the paradox of choice, phải đau đầu cân nhắc với mọi sự lựa chọn cho dù là nhỏ nhất trong cuộc sống. Đơn giản như cái việc phải lựa chọn xem hôm nay mình mặc cái gì cũng khiến cho nhiều người phải mất đến 20-30 phút mỗi ngày đứng suy nghĩ trước cái tủ quần áo. Đây có lẽ là một mâu thuẫn của cuộc sống hiện đại. Chúng ta muốn có sự tự do, muốn có sự phát triển, muốn có nhiều sự lựa chọn hơn trước, nhưng khi mà có quá nhiều thì chúng ta lại không thể hạnh phúc. Và Barry Schwartz đã miêu tả cái thực trạng này bằng một cái câu slogan, đó là more is less, nhiều hơn chính là ít hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được cái nghịch lý này? Làm sao để có thể không những là sinh tồn mà còn thành công và hạnh phúc trong một cái kỷ nguyên dư thừa như vậy? Giải pháp đầu tiên cho vấn đề này là chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ về bản thân mình. Một cái sự nhận thức được rõ ràng rằng mình là ai và mình muốn cái gì. Khi chúng ta có cho bản thân một cái sự tự hiểu biết như vậy về cái giá trị sống của mình, về cái tầm nhìn tương lai mà mình muốn có, thì nó sẽ giống như là một chiếc la bàn Nó sẽ chỉ cho chúng ta biết cái con đường nào là phù hợp mà mình nên đi trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chẳng hạn như là trong sự nghiệp khi mà bạn biết mình là một cái người thiên về cảm xúc hay là tư duy, thích ngoại giao hay là làm việc độc lập, thì khi đó bạn sẽ có thể dần thu hẹp được những cái sự lựa chọn của mình. Hoặc ngược lại, ít nhất là bạn cũng sẽ biết được rằng con đường nào là không phù hợp. Như với mình thì việc xác định được rằng là mình thích làm việc tự do, mình thích được làm việc với cả tri thức, thích được sáng tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình, mà nó dần giúp cho mình khoanh vùng được đâu là cái con đường mà mình muốn đi. Vậy nên là từ trước đến giờ thì mình luôn nhấn mạnh vào cái thông điệp hiểu về bản thân là cái sự hiểu biết cơ bản nhất, và nó sẽ giúp cho chúng ta đưa ra được những cái quyết định lớn. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày đặc biệt là với cả những cái lựa chọn nhỏ hơn, thì chúng ta lại cần phải có một cái hướng tiếp cận khác. Hiểu về bản thân không giúp chúng ta chọn được là mình nên ăn món gì và mặc bộ đồ ra sao. Thay vào đó thì chúng ta sẽ cần phải học cách để tối giản hóa cuộc sống. hãy thực hành một cái câu châm ngôn của nhà kiến trúc sư huyền thoại Mies van der Rohe rằng less is more, ít hơn chính là nhiều hơn. Đó là hãy sẵn sàng loại bỏ đi những cái sự dư thừa trong cuộc sống của mình. Thay vì lúc nào cũng muốn có nhiều hơn thì hãy biết thế nào là đủ. Thay vì áp lực bị FOMO và chạy theo xu hướng thì hãy sống theo JOMO, the joy of missing out, nghĩa là thoải mái với việc bỏ lỡ đi những thứ không quan trọng. Thay vì lo lắng rằng là liệu có phải là mình đã chọn sai hay không, hãy học cách để chấp nhận và có niềm tin với những gì mà mình đã chọn. Nếu đã chọn ăn cơm thì đừng nghĩ đến món phở, bởi vì là nó sẽ làm miếng cơm trong miệng mình mất ngon. Vậy nên là nếu như bạn tiếp cận với cuộc sống của mình bằng cái thái độ như vậy, tối giản hóa và loại bỏ đi những thứ không thật sự cần thiết, thì khi đó bạn sẽ có được cái sự tự do trong tâm trí của mình, bớt thời gian lo nghĩ về những thứ vụn vặt và có thể được tận hưởng nhiều hơn cái cuộc sống mà mình đang có. Ít hơn chính là nhiều hơn là như vậy. Giải pháp tiếp theo theo mình, đó là việc hãy học cách để quản lý cái sự chú ý của mình. Trong một thế giới có quá nhiều thông tin để chú ý đến thì cái sự chú ý của chúng ta đang dần trở thành một cái nguồn tài nguyên khan hiếm. Mà như giáo sư tâm lý Jordan Peterson cũng thường hay đặt ra cái câu hỏi rằng là giữa gần như vô hạn những thứ mà chúng ta có thể chú ý đến thì chúng ta nên lựa chọn để chú ý đến điều gì ở ngay thời điểm này. Bởi vì là bạn tập trung sự chú ý của mình vào đâu chính là khi mà bạn đang đầu tư thời gian và năng lượng của mình vào đấy. Thay vì để cái sự chú ý của mình bị lôi kéo đi bởi rất nhiều thông tin không cần thiết, chẳng hạn như là chuyện drama người này người kia hay là những cái trò giải trí vô nghĩa, thì hãy có cho bản thân một cái sự ưu tiên rõ ràng. Hãy đầu tư sự chú ý của bạn vào những thứ sẽ giúp cho cuộc sống của bạn được phát triển, như là hình thành một cái thói quen, rèn luyện một kỹ năng, nghiên cứu về một lĩnh vực, thực hiện một cái dự án, nuôi dưỡng một cái mối quan hệ. Chúng ta sẽ cần phải chú tâm vào chiều sâu nhiều hơn là chiều rộng. Thật sự là làm chủ được một thứ thay vì là hời hợt với quá nhiều thứ, dù là trong các mối quan hệ, kỹ năng chuyên môn, con đường sự nghiệp hay thậm chí là một cái triết lý sống. Giữa một cái kỷ nguyên của sự dư thừa như vậy thì cái khả năng tập trung của bạn sẽ dần trở thành một thứ siêu năng lực vô cùng đắt giá. Kể từ khi nhận thức được điều này thì mình đã luôn dành ra cho bản thân một cái khoảng thời gian nhất định trong ngày để làm việc sâu, có cái sự chuyên tâm và tập trung vào những cái việc quan trọng. Việc này đã giúp cho mình học được những cái kỹ năng mới rất là nhanh, cũng như là đạt được cái hiệu suất công việc cao hơn đáng kể. Và đó cũng đồng thời là cái lý do để mình tạo ra cái khóa học Deeper Focus để chia sẻ lại những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình trong việc phát triển sự tập trung. Làm sao để vượt qua được cái sự sao nhãng và đạt được cái trạng thái tập trung sâu trong học tập và công việc. Đây là một cái vấn đề mà mình đang giúp mọi người giải quyết. Và cho đến giờ thì cái khóa học này đang nhận được những cái phản hồi khá là tốt. Và cuối cùng thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải học cách để ra quyết định nhanh hơn. Không phải là nhanh theo cái kiểu cầu thả, mà nhanh theo cái nghĩa là quyết đoán hơn với những gì mà mình cho là phù hợp. Bởi vì cái thứ giá trị nhất mà chúng ta có là gì? Đó là thời gian. Bởi vì là chúng ta mất bao nhiêu thời gian để suy tính về một cái quyết định nhỏ, là chúng ta cũng đang lấy đi chừng đó ra khỏi cái quỹ thời gian tương lai của mình. Trong khi đó nếu như bạn có thể ra quyết định được nhanh hơn thì bạn cũng sẽ được giải phóng về thời gian và tâm trí để có thể nghĩ và giải quyết những vấn đề tiếp theo. Và làm thế nào để có thể quyết định được nhanh hơn nhưng vẫn đạt được cái mức độ chính xác cao cũng là một cái kỹ năng vô cùng giá trị. Đặc biệt như là bây giờ khi mà mình đang phát triển thêm về mảng kinh doanh thì mình thấy là điều này lại càng đúng. Khả năng ra quyết định tốt sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái sự phân vân, lưỡng lự, chần chừ, trì hoãn để có thể làm được nhiều việc hơn, có kết quả tốt hơn và phát triển được xa hơn. Tất nhiên là không phải với vấn đề gì thì nhanh hơn cũng là tốt hơn. Có những vấn đề cần phải được suy xét một cách thật là kỹ lưỡng và thận trọng. Nhưng mà nhìn chung nếu như cái sự lựa chọn đó không mang tính thay đổi cuộc đời mình thì chúng ta cũng không nên suy nghĩ quá lâu. Hãy tiết kiệm cái khoảng thời gian này để thật sự tận hưởng cái cuộc sống mà mình đang có. Sau khoảng 2 năm băn khoăn giữa hai cái sự lựa chọn thì cuối cùng là mình đã quyết định trở về Việt Nam. Và kể từ khi đưa ra cái quyết định như vậy thì mình cảm thấy nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất là nhiều. Mình có thể plan cuộc sống của mình lâu dài hơn và cũng có cái sự thoải mái để tập trung nhiều hơn vào bản thân và công việc. Mà như người ta nói là an cư thì mới lạc nghiệp. Nhịp sống ở Việt Nam cũng nhanh hơn ở Úc khá là nhiều. Nhưng mà có lẽ cũng nhờ như thế mà mình mới có cái động lực để sáng tạo nội dung và chia sẻ những cái bài học mà mình đã trải nghiệm. Nên mình nghĩ là sở dĩ The Paradox of Choice là một cái vấn đề là bởi vì khi phải đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn thì chúng ta không biết điều gì là đúng. Nhưng mà thực tế là bạn sẽ chỉ lựa chọn đúng nếu như mà bạn có một cái mindset đúng. Đó là việc bạn hiểu về bản thân, bạn có thể tối giản hóa cuộc sống của mình, biết cách để duy trì sự tập trung và có thể ra được quyết định nhanh hơn. Nếu như được trang bị những cái mindset này, những thứ mà mình cho rằng là kỹ năng sống quan trọng của thế kỷ 21, thì chúng ta sẽ có thể đảm bảo được cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc và hiệu quả giữa cái guồng quay của thế giới hiện đại. Và cuối cùng thì mình rất là biết ơn mọi người đã ghé vào đây và lắng nghe mình chia sẻ. Mình rất hy vọng ấy là cái nội dung này của mình đã giúp cho mọi người có thêm được một góc nhìn mới và biết cách để vượt qua những cái sự lưỡng lự của bản thân. Mình cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ có một cái sự chắc chắn và một cái sự thỏa mãn với bất kỳ một cái ngã rẽ nào trong cuộc sống mà mọi người lựa chọn. Nếu như thấy yêu thích thì đừng quên bấm subscribe channel để được xem thêm những nội dung giá trị khác nhé. Và ok, hẹn gặp lại bạn ở một nội dung sau.